Rồi, xin chào 8.000 người đang xem nha. Anh em xem và chia sẻ mạnh mạnh vào tí xíu. Đủ số lượt xem mình chia sẻ luôn. Tại vì hôm trước có nhiều anh em đã gọi mình, hỏi mình là hệ thống trên quạt gió của xe 150 tại sao chạy nóng máy rồi nó vẫn không quay quạt anh em ạ. Mình ở đây mình không cần dùng máy. Hiện giờ mình làm nghề là ít khi dùng máy lắm anh em ha, dùng đồng hồ thôi. Mình sẽ chia sẻ thực tế cho anh em trên đo đồng hồ. Không dùng máy chăng đó ha. Mình muốn làm thủ công hơn là máy anh em ơi. Là máy nó nhàm, nó chán lắm. Giờ nào cũng đút cái máy chẳng đón vô bấm tít 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 tít, nó nhàm mà nó chán, mình không thích. Mình thích dùng đồng hồ thôi, thích dùng đồng hồ làm thôi. Xe FI giờ vô mình chỉ dùng đồng hồ bản năng không à. Chứ còn dùng máy chẩn đoán dùng cũng được. Nếu mà dùng máy chẩn đoán thì mình thao tác mình làm thì nó sẽ nhanh chóng hơn một tí xíu. Nhưng nhiều khi mình phải biết về thủ công một tí xíu, không cần phải dùng máy. Nếu anh em cứ lợi dụng vào cái máy chẩn đoán á, lỡ cái một ngày nào đó máy mình nó bị hư hẳn, máy chẩn đoán của mình nó bị hư thì mình làm sao? Không lẽ mình phải chờ sửa được cái máy đó mình mới làm được hay sao? Mình dùng đồng hồ vạn năng, tất cả trên hệ thống xe phương trang điện tử dùng đồng hồ vạn năng không, làm được tắt, không cần phải máy chẩn đoán cũng ok luôn anh em nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em. Anh em đang xem video thì bổ cho một quả sẻ đấy nha, đủ lượt xem mình sẽ chia sẻ ha. Còn mình bây giờ thì chỉ có mỗi một điện thoại thôi, không chia sẻ được. Nghèo mà anh em, nghèo lắm. Đang live trực tiếp như này thì không thể chia sẻ ra các trang nhóm để cho những anh em nào chưa biết thì biết tới. Còn riêng mình thì có một điện thoại thôi, nghèo không thể chia sẻ được. Anh em đang xem thì chia sẻ giúp mình nha, để đủ số lượt người xem mình sẽ đi thực tế ha. Tất cả trên xe phương trang điện tử mình sẽ dùng một cái đồng hồ thôi. Nói về điện, điện trên xe phương trang điện tử mình chỉ dùng mỗi một cái đồng hồ vạn năng. Mình xử lý nó được tất cả về hệ thống điện anh em ạ. Không cần phải dùng máy. Dùng đồng hồ này á, thì mình cũng xin thông báo với anh em rằng á, mình làm hơi chậm hơn một tí xíu trên máy vậy thôi. Nhưng anh em hiện giờ đang có máy thì cũng phải nên biết về làm thủ công dùng đồng hồ vạn năng. Lỡ một ngày nào đó anh em xui hư cái máy, máy nó bị lỗi thì làm sao? Anh em không làm được à? Mình phải dùng đồng hồ mình làm chứ. Làm nó hơi lâu hơn một tí xíu thôi nha. Hôm nay điện thoại của mình là có một cái thôi, không thể chia sẻ được. Nhà nghèo anh em ạ. À. Anh em chịu khó chia sẻ một tí xíu đi. Video miễn phí mà. Video free. Anh em chia sẻ thoải mái vô, đâu mắc mắc gì đâu. Đủ số lượt người xem, chia sẻ mạnh vào cho các trang nhóm, các anh em nào đang còn yếu trên nghề sẽ biết tới. Còn riêng con IC này đúng không? A150 mão nó để mình rút cho anh em xem ha.
150. IC của nó là mã như gì đây? Mình cũng chưa coi cho anh em ha. Đời này đời 2018 đây. 27 hay 18. Mã của nó là 2NDO ha. 2NDO. Chẳng hạn như bây giờ cái xe này đúng không anh em? Đời xe này là hệ thống đèn nó điều khiển bằng IC điều khiển ha. IC điều khiển lên hệ thống đèn của nó, nửa máy đèn mới sáng. Nhưng lỡ một ngày nào đó anh em đang làm nghề, đúng không ạ? Anh em đang làm nghề mà lỡ cái xe này vào đèn không sáng thì anh em phải làm sao, đo như thế, đo đạc thế nào để biết IC nó còn sống hay không? Có nhiều khi anh em đo nghi ngờ, đo thông mạch lên, đo cái dây này đúng không, đo thông mạch từ chân IC lên mát điều khiển cho bóng đèn, anh em đo thông mạch, nó đã có thông mạch rồi nhưng mà vẫn không sáng đèn, đúng không ạ? Đèn nó vẫn không sáng thì anh em nghi ngờ hư IC. Tùy theo khách, có khách thích thì chơi đồ ring, thích theo ring của nó thì anh em thay IC. Lỡ mua một con IC mới về nhà mà thay vào đèn không sáng nữa thì làm sao ạ? Phải đo cái gì để biết ạ? Đo cái gì để biết đèn nó không sáng? Hôm nay mình chia sẻ về tất cả hệ thống điện trên xe này ha. Nói chung tất cả hệ thống điện trên xe S150. Anh em xem hay, nếu mà thấy hay thì cho một quả xẻ, bổ cho mạnh vào, nhiều anh em xem vào rồi mình sẽ đi đến trực tiếp cho anh em xem ha. Rất có nhiều anh em quạt gió không quay nè, nhiều anh em điện tới cho mình quạt gió không quay và hệ thống đèn không sáng mà mua IC mới về nhà rồi, thay IC rồi nhưng đèn vẫn không sáng được, đo thông mạch từ IC lên chân bóng đèn vẫn thông mạch ha, nhưng thay IC mới đèn vẫn không sáng thì mình kiểm tra những gì? Anh em chia sẻ mình vào ạ. Còn riêng mẹ đo sống chết cái con IC này thì mình đo đồng hồ vạn năng luôn anh em ha, đo sống ở ngoài luôn mình cũng biết nó sống hay chết ha. Anh em tăng tốc lên, đừng có tuột lượt xem là được ha, đừng có tuột lượt xem. Hôm nay live trực tiếp ngoài trang Facebook mà. Ngày mai nó cắt rồi. Ngày mai không live được ở đâu anh em ha. Nếu mà đèn không sáng thì anh em làm sao? Không tăng tốc được rồi anh em ơi, rất tiếc nha, rất tiếc, quá tiếc. Tăng tốc rất chậm ạ. Hôm trước mình like trong trang fanpage không thôi mà 200 lượt xem rồi. Mà hôm nay like ở ngoài mà rất ít lượt xem ha. Anh em chia sẻ mình vào. Càng nhiều anh em xem thì mình càng thích, càng có động lực để làm video nha. Không có người xem thì không làm video đâu. Chia sẻ IC đo sống chết mình chia sẻ luôn cũng được. Anh em chia sẻ mạnh vào, mình sẽ chia sẻ hết tất cả. Bây giờ lỡ một ngày đẹp trời đúng không ạ? Một ngày đẹp trời anh em xe vào không có đèn pha, không có đèn pha cốt. Không có đèn pha cốt. Rồi. Anh em đo thông mạch
chân IC, dắt IC, mát điều khiển đèn pha cốt là chân 33. Anh em đo xong mạch lên tới bóng đèn rồi. Anh em tưởng là con IC này hư à? Chưa chắc đâu nha anh em. Anh em mua IC vào gắm vào đây, đèn chưa chắc đã sáng đâu ha. Đó. Chứ không phải mình nghĩ đơn đơn thuần đâu nha. Vẫn cái tuột lượt xem nha, vẫn tuột lượt xem. Ok, mình sẽ chia, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em hết tất cả luôn. Cứ nhiều người xem là mình chia sẻ. Ít lượt xem thì nghỉ, vậy thôi. Tạm biệt, cuộc chơi. Chẳng hạn một ngày đẹp trời, xe vào mắc đèn pha. Đúng ạ, à, mắc đèn pha. Anh em đo thông mạch. Ở chân, đây là IC này là chân 33. Chân 33. Để mình xem lại coi. Một con này, đúng rồi, chân 33. Chân 33 sẽ là dây màu đen, đen chục vàng. Đen chục vàng anh em đo lên tới chân tới đèn pha rồi, vẫn thông mạch. Nhưng mà đèn vẫn không sáng được thì anh em làm như thế nào? Đúng không ạ? Không phải là mình đấu dây này ta mát ra được đâu anh em ha. Người ta thích zin, nổ máy lên mới sáng. Đúng không ạ? Chứ còn bình thường không sáng. Người ta thích đi riêng. Mà anh em đã mua một cái con IC mới về, anh em nghi ngờ hư IC. Tại vì mình đo thông mạch rồi. Từ chân 33 dây màu đen sọc vàng lên bóng đèn đã thông mạch rồi thì nó chứng tỏ là không đứt dây, đúng không ạ? Không đứt dây chân 33 điều khiển đèn, đèn pha. Nhưng anh em lỡ một ngày nào đó anh em mua IC mới về mà ghim vào, về nhà nổ đèn không sáng nữa thì phải mình kiểm tra những gì ạ? Đúng không ạ? Lỡ mình mua xe mới vào, ghim vào đèn vẫn không sáng được thì làm sao anh em? Anh em nào mà tiền bối đâu ạ? Các bậc tiền bối đâu ạ? Giải thích đi ạ. Rất ít lượt xem nha. Mình sẽ chia sẻ nhiều về hệ thống điện trên xe ẹt này luôn. Anh em hình như khóa về khóa switch key thế sao nha. Đúng không ạ? Nhưng anh em thông cảm, nhiều khi những anh em chưa hiểu được, mà quá chưa lên nét anh khoa phạm à. Mà có anh nào đây mới trả lời đây? Tại em chưa lên nét à, em mới dạo đầu thôi à. Làm muộn rồi em anh này ta. Rồi xin chào 4.600 anh em đang xem ha. Mạnh vào đi, chia sẻ mạnh vào đi anh em ơi. Video free mà. Chia mạnh vào, mình chơi sớm nghỉ sớm. Chia lên nét đi Dũng Nguyễn ơi. Anh chưa lên nét. Khi vô thực tế là anh chưa lên nét cho nó nét như ban ngày luôn, nét như Sony nhá. Tại vì bóng đèn đây, bóng đèn đang chiếu vô mặt của mình nha, là bóng đèn không được sáng. Bóng đèn bình thường thôi. Nếu mà để trên xe thì mình sẽ làm cho nó sáng hơn cho anh em ha. Anh em chia sẻ mạnh vào đi, nhanh lên, tốc hành đi, nghỉ sớm anh em ơi. Mình cũng thích nghỉ sớm lắm chứ không thích muộn đâu. Làm sớm nghỉ sớm.
Tất cả hệ thống điện trên xe phun xăng điện tử ẹt 150 anh em ha, Yamaha. Không đủ số lượt người xem mình xin lỗi anh em nha. Dịp hôm sau mình chia sẻ nha. Ngô Tú, chào anh Ngô Tú nha. Xin chào tất cả anh em. Anh em đang xem thì cho quá tim đi. Thả tim đi. Thả tim mạnh vào. Người làm video mà ít người xem, ít quả tim thì chán nản anh em ơi. Mình nói thiệt luôn ha, không có động lực để làm video tiếp theo đâu ạ. Mình làm video là miễn phí cho anh em mà. Anh em ngại gì một cái chia sẻ, chia sẻ cho các anh em chưa biết, chia sẻ nhiều trong nhóm. Những anh em nào chưa biết ít va chạm về xe phun xăng điện tử thì để cho anh em đó đang còn biết, sau này lỡ gặp thì mình đang còn xử lý được. Hôm nay là mình không có điện thoại đem theo, điện thoại bỏ nhà rồi, không chia sẻ được. Bây giờ mình mới nhờ anh em chia sẻ ha. Chứ còn mình có điện thoại thì mình cũng có thể chia sẻ lên được về căn nhóm nữa. Anh em đang xem thì chia sẻ mạnh vào đi ạ. Cho nó tốc hành đi, tốc hành người xem đi, chia sẻ mạnh vào, nhanh lên. Mình làm sớm mình nghỉ sớm anh em ơi. Làm muộn thì nghỉ muộn. Mình thích nghỉ sớm lắm. Rồi xin chào tất cả anh em đang xem like ha. Tuột lực xem ít à. Tuột dốc là không thích rồi. Chia sẻ mình mạnh vào, đủ trên 100 lượt xem á thì mình mới chia sẻ cho. Nó còn có ít người xem thì chia sẻ làm gì, có ai xem được đâu. Mình nói đơn giản thôi, sơ sơ thôi. Lỡ một ngày đẹp trời nào đó xe vào không quay quạt gió thì anh em phải làm sao? Xe đã chạy lâu rồi, chạy nóng máy rồi mà quạt gió vẫn không quay, anh em phải làm sao? Nếu mà không có máy chẩn đoán, mà cho dù có máy chẩn đoán thì cũng được. Có nhiều anh em á, là mua máy chẩn đoán về nhà cho bấm tích 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 đọc lỗi xóa lỗi mà thôi. Còn những cái thông số khác thì anh em không biết được. Mình có rất nhiều anh em rồi, đã mua máy chẩn đoán về rồi, điện thoại cho mình không biết một cái gì cả, chỉ bấm biết xóa lỗi và đọc lỗi vậy thôi. Nhưng còn cái trên cái thông số thì anh em không biết xem được. Hiện giờ mình trong nhà không có cái máy đọc lỗi luôn, bán hết rồi, không còn một cái máy nào luôn. Mình chỉ làm tay bo thôi anh em ha. Tuột lực xem rồi, hôm nay các bạn nhá. Anh em đang xem mà không chia sẻ tuột lực xem thì mình sẽ cắt video nhá. Để hôm sau. Đó, mình nói đơn giản thôi, đơn giản bình thường. Những con IC xe này, xe ẹt, anh em phải biết đo nó như thế nào. Còn riêng về quạt gió thì mình giả lập như thế nào để cho nó quay quạt gió, giả lập điện áp cho nó hoặc là giả lập điện trở, có nhiều cách giả lập tùy theo anh em thích giả lập cái nào thì giả lập cái đó. Bây giờ ít được xem quá nè anh nào lâu về em ạ. Ít được xem có ba mấy lượt xem mà. Những anh em nào mà đã xem vào rồi, người ta đã thoát đi rồi, những anh em đó đã biết. Đã biết nhưng cũng chưa chắc hẳn đã biết đâu. Anh em đó là tự hào, tự cao thôi. Chưa hẳn đã biết đâu nha. Mình nói thẳng luôn nha.
Bây giờ cái xe vào mình nói đơn giản nha. Hồi nãy mình đã nói rồi, giờ nó xin nhắc lại ha. Xe vào đèn không sáng, anh em phải làm sao? Người ta thích đi riêng, không thích đấu mát ra mát sườn, thì làm sao? Thay xe, anh em nghi ngờ hư xe về nhà thay con xe, đèn vẫn không sáng nữa, thì anh em phải làm sao? Đo những gì để biết? Lau chùi cái camera tí cho nó nét nha. Anh em đang xem chia sẻ nha, đi vô vấn đề nha, 38 được xem là đi vô vấn đề sơ nha. Nếu mà không tăng lượt xem thì mình sẽ cắt video đó anh em ha, để lần sau chia sẻ. Nếu mà ít lượt xem mình sẽ cắt video. Facebook này là mình đăng ký mất tiền anh em ha, like Facebook không cũng mất tiền đó, chứ không phải là không mất tiền đâu. Mình đã thích, gọi là yêu trong nghề, muốn chia sẻ những gì mình biết để cho anh em cùng biết tới. Mình trang Facebook này, Facebook trực tiếp này mình phải mua, anh em thấy biết rồi đó, mất tiền, nhưng mình lấy ra mình sẵn sàng chia sẻ miễn phí cho anh em, free miễn phí cho anh em. Anh em đang coi miễn phí thì anh em nên chia sẻ cho mọi người chưa biết biết tới, anh em không ngại gì cả, đâu mất tiền đâu. Mình mất tiền mình vẫn chia sẻ bình thường. Rồi, giờ 45 ngàn người đang xem. Trước tiên mình sẽ chia sẻ về cái hệ thống làm mát ha. Hệ thống làm mát là có cái gì? Hệ thống làm mát là trong đây là có một cái quạt gió anh em ạ. Quạt gió nha. Quạt gió. Dây này là dây quạt gió. Dây này gọi là quạt gió ha. Quạt gió tất cả dòng điện trên xe phải có điện âm điện dương nó mới quay được anh em ạ. Nó mới hoạt động được. Tất cả đều có điện âm điện dương nó mới hoạt động được. Anh em phải nghĩ như vậy nha. Có một ngày đẹp trời, có một anh chạy xe đến nói anh ơi, xe em bây giờ chạy 20 cây số rồi, 30 cây số rồi nhưng cái quạt gió nó vẫn không quay à, thì anh em phải làm sao à? Anh em phải đo kiểm làm sao? Mình đi cái quạt gió trước anh em ha. Anh em phải đo kiểm làm sao để cho quạt gió nó quay. Mình sẽ là nói cụ thể là cho những anh em nào chưa biết còn biết tới, còn anh em nào biết rồi thì không xem video cũng được và xem video cũng được. Đây là cách mình sẽ đo đạc ha, và cách kiểm tra đầu tiên cái quạt gió nó không quay là như thế nào. Rồi ok anh em ha. Rồi trước tiên mình sẽ nói thẳng luôn vấn đề ha. Trước tiên vô quạt gió không quay, mình sẽ đi từ A tới Z nha, không đi nâng cao anh em ha. Còn mình làm là kiểu khác nha. Mình làm này nó sẽ nhanh hơn. Còn riêng đây là mình sẽ chia sẻ cho anh em thôi. Chia sẻ cho nhiều khi anh em chưa biết tới nha. Rồi trong đây là một cái quạt gió nha. Quạt gió này. Anh em thấy quay không ạ? Đây là mình chia sẻ cho những anh em nào chưa biết ít va chạm. Rồi sẽ biết tới. Rồi. Mình sẽ chia sẻ từ A tới Z. Anh em đợi tí mình sẽ lấy cái điện ha.
Anh em đợi trong xe lát nha, tại vì mình không chuẩn bị một cái gì cả, đang nhậu. Mình hứa với anh em mình sẽ chia sẻ thôi. Trước tiên quạt không quay, anh em sẽ rút cái dắt ở quạt gió ra. Quạt gió, dắt vô quạt gió. Mình sẽ đi từ đầu tới cuối, không có đi nâng cao anh em ha. Nâng cao làm cái gì? Rồi mình sẽ cấp điện cho nó ha. Mình không đi nâng cao anh em ha. Anh em đợi trong giây lát mình nối dây điện. Thôi giờ bây giờ tìm cái dây điện nó cũng hơi bị lâu anh em ha. Nhiều khi nối dây điện thì anh em phải đợi trong giây lát tí nha, mình đi nối luôn đi. Anh em đang xem mình chia sẻ đi, những anh em nào chưa biết thì còn biết tới. Mình đã chia sẻ thì những anh em nào chưa biết nghề hay là mới va chạm nghề cũng biết làm được anh em ha. Mình chia sẻ phải kỹ càng, thật tình, thật lòng, chia sẻ hết sức. Còn mình là không thích chia sẻ nửa chừng đâu anh em ơi. Cho anh em hiện đang hiểu lơ tơ mơ là không, là mình không thích chơi. Mình chia sẻ là thật tình cho những anh em nào chưa biết vẫn làm được. Dây đo đồng hồ này. Giờ không có dây điện này, dây đo đồng hồ này. Cắt ra chơi với anh em luôn nè. Đã chơi thì phải chơi hết mình, không chơi thì thôi, không chơi nửa mùa anh em ha, chơi nửa mùa không chơi. Rồi bây giờ trước tiên là quạt gió, xe khách vào bảo là quạt gió anh không quay, chạy đã nóng nãy rồi nhưng không quay, thì trước tiên mình kiểm tra như thế nào? Thì clip này mình sẽ hướng dẫn từ anh em từ A tới Z để làm được biết được cái hệ thống quạt gió của nó. Chứ còn mình không thích đi tắt đâu anh em ha, không thích đi nâng cao. Nâng cao quá nhiều khi anh em mới vào nghề á, thì nhiều khi anh em coi không thể hiểu được. Đó, trước tiên cái quạt gió mình đã rút dây rồi ha. Quạt gió phải có điện âm điện dương, nó mới quay được anh em ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cấp điện âm điện dương vào đây ha. Xem cái quạt gió nó có quay không ha. Trước tiên kiểm tra quạt gió. Mình không cần phải đi sâu xa vào đâu hết. Một tay đo cái này, đồng hồ này là biết rồi anh em. Này. Đo kiểu này là anh biết rồi, anh em hơi biết rồi, hơi bị khó nhá. Không chuẩn bị dây ghim đâu anh em ơi. Mình làm gì cũng làm chơi cho nó tới bến, không chuẩn bị dây nhợ gì cả. Anh em xem quạt gió nhá. Quay không ạ? Em sẽ quay không ạ? Rồi mình sẽ cấp điện âm điện dương vào nha. Điện từ bình ắc quy anh em ha. Điện lấy từ bình ắc quy, cấp cứ điện âm điện dương vào là quạt nó sẽ quay. Mình không có chuẩn bị dây nhợ gì cả, mình làm thực tế, không có chuẩn bị một cái gì hết, làm theo khả năng quán tính của mình thôi. Anh em sẽ quay không? Rồi ok, quay nhá. Như vậy là xe mình đã ông anh vào giới thiệu mình là nói là cái quạt gió không quay đúng không ạ? Đầu tiên là mình nói không quay, bây giờ mình thử được loại trừ là quạt gió không chết anh em ạ. Đó ok, mình đã thử được cái quạt gió rồi, là quạt gió nó đang còn sống đúng không ạ? Cái quạt gió nó đang còn sống, nó không quay. Mờ anh, này còn mờ gì nữa, đây là hơi bị nét mà anh xem lại mạng nha anh nhá. Cái này là quạt gió đang còn sống anh em ha, mình đã thử điện rồi, ok quay. Rồi kết luận quạt tốt, ghim dây vào lại.
Đây là mình hướng dẫn cho mình chia sẻ anh em ha, để cho anh em biết vậy thôi. Những anh em nào ít va chạm sẽ biết tới, chứ còn mình làm thì nhanh lắm chứ không có, không cần thử cái này cũng được. Rồi quạt gió quay thì đến bước thứ hai thì mình phải làm như thế nào ạ? Đến bước thứ hai thì mình sẽ, đây bước thứ hai ạ. Bước thứ hai thì con rờ le trên mặt nạ anh em ạ. Đây ạ. Bước thứ hai mình sẽ tới con rờ le nằm trên mặt nạ ha, mặt nạ xe nhá. Mặt nạ xe quay tổng thể này. Đó, nằm cái đầu đèn ha, trên mặt nạ cái con rờ le này ha. Bước thứ hai. Tiếp tục tới con rờ le. Cái con rờ le này là con rờ le điều khiển quạt gió anh em ha, là nó nối điện dương ra cho quạt gió. Được không ạ? Con rờ le này nó sẽ nối điện dương cho quạt gió. Rồi mình sẽ nói màu dây luôn cho anh em hiểu sơ sơ tí xíu nha. Xe này nó dơ bẩn quá không thấy màu dây. Tình trạng là vào quạt gió không quay nha, đó là bài đầu tiên. Trước trước tiên thứ hai, nếu mà tới cảm biến này bằng cảm biến kia, đèn đồ này nọ đủ các kiểu trên cái con xe này cả. Cái gì anh em muốn thắc mắc còn chưa hiểu thì ngày mai cứ alo cho mình sẽ dạy thích cho. Con cá Rồi ok, anh em thấy rõ không ạ? Dây màu xanh, dây màu xanh sẽ là dây điều khiển từ rờ le này, nó nối điện dương ra cho quạt gió anh em ha. Còn dây màu màu trắng sụt vàng anh em ha, trắng sụt vàng hơi bị chói nha. Đó, dây trắng sụt vàng anh em ha, anh em nhớ màu dây được nha, tại bóng điện nó chiếu hơi bị chói, nhiều khi không thể thấy rõ được. Nó trắng với vàng nhỏ nhỏ tí xíu đó, anh em thấy không ạ? Dây trắng sụt vàng, dây này nó sẽ là từ IC ha, từ IC, con IC nè, con IC chân số 2, dây màu trắng sụt vàng là nó điều khiển mát, điều khiển mát anh em ha, điều khiển mát cấp tới cho cái con rờ le này, để cái con rờ le này đóng tiếp điểm lại với nhau, nó sẽ cấp điện dương ra cho quạt gió quay ha, chân số 2 tùy con IC ha. Còn dây hai dây bên này chân IC, chân rờ le, dây màu nâu sẽ là điện sau khóa anh em ha. Còn dây màu đỏ rồi xanh cọc đỏ, nó sẽ là dây điện trước khóa, màu nâu hoặc là dây màu đỏ, đỏ sọc xanh, nó sẽ là dây điện trước khóa anh em ha. Lúc nào nó cũng có điện. Mình sẽ rút ra chứng minh cho anh em thấy, rút cờ le ra ha. Rồi ok, rút cờ le ra gắt bên cạnh đi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng bút thử điện thần kỳ anh em ha, bút thử điện thần kỳ. Rồi bút thử điện thần kỳ, cái bút mình trước tiên mình muốn đo điện dương thì mình phải kiểm tra mát thôi ạ. Đo điện dương phải kiểm tra mát. Mình đo cái dây điện trước khóa là dây màu đỏ và dây đỏ sọc xanh này, nó nối chung với nhau ha, nó kẹp lại. Đỏ và đỏ sọc xanh nó sẽ kẹp lại một dây chung với nhau. Anh em ạ, điện trước khóa nó sẽ sáng đèn anh em thấy không ạ? Mình đo nhé, mình đo vô dây điện trước khóa ha này. Đèn sáng này anh em thấy không ạ? Gọi là dây điện trước khóa. Anh em ạ, nó qua cầu chì, điện trước khóa. Chưa mở khóa lên nó đã có điện rồi ha. Rồi, dây màu nâu. Dây màu nâu này nó sẽ là dây điện sau khóa.
anh em ơi, dây điện màu nâu nó sẽ là dây điện sau khóa. Sau khóa có nghĩa là gì? Sau khóa là mình bật khóa lên nó mới có điện. Mình sẽ chặt vào dây này ha, mở khóa điện ha, mở khóa điện, đèn sáng, tắt khóa điện, đèn tắt, mở khóa điện, đèn sáng. Rồi đúng rồi, đó gọi là dây điện sau khóa. Sau khóa là mình mở khóa lên nó mới có điện, còn điện trước khóa là mình chưa mở khóa nó vẫn có điện anh em ơi. Điện trước khóa chưa mở khóa lên nó vẫn có điện, còn điện sau khóa là mình mở khóa lên nó mới có điện. Anh em đang xem chia sẻ mạnh quá, mình sẽ chia sẻ cái mạch này luôn. Còn nhiều, còn cái đấu chống trộm cũng được, đấu chống trộm về con rờ la này, anh em không cần mở khóa lên ha, không cần mở khóa điện để xe vẫn nổ được. Là có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Khi mà cái con rờ le nó nằm trước mặt nạ, mình đây là mình nói thêm nha, nói thêm cho anh em, rờ le đang nằm trước mặt nạ, chỉ cần cầm cái tay vào rút cái dắt, rút cái rắc rờ le ra, mình có thể đấu tắt cái chỗ này, đấu tắt chỗ cái dây này là xe đã nổ máy được rồi, không cần ổ khóa anh em ạ. Nhà sản xuất nó làm ra là nó đang còn một cái sai sót tí xíu chỗ này, chỗ con trà le này đó. Nếu mình muốn nổ máy thì làm như thế nào? Thì mình đấu dây màu đỏ đây, chân màu đỏ hoặc là đỏ dọc xanh, nói chung một chân mình sẽ nối tắt dây đỏ hoặc đỏ dọc xanh, nối tắt qua dây màu nâu là xe sẽ nổ máy được anh em ơi. Chỉ cần rút cái con rà le ra thôi, rút cái con rà le ngay chỗ mặt nạ, mình đấu tắt lại hai dây này với nhau, dây nâu và dây màu đỏ, đấu tắt lại hai dây bên này anh em ơi, đấu tắt lại hai dây bên này, dây màu đỏ và dây màu nâu, đấu tắt lại xe sẽ nổ được anh em ơi. Nên nhiều khi xe 150 là nó mất cấp, là mất chỗ đó anh em ơi. Người ta chỉ thò tay mặt nạ ta rút ra một cái, người ta lấy cái kim ta đấu vào một cái, đấu vào cái chắc rồi lên một cái rồi xe mất dạng luôn, và mất xác, không biết xác nằm chỗ nào, nhờ tới công an giải quyết. Anh em ơi à, đó tiếp tục tới cái dây màu xanh lá đó mà, màu xanh nè, màu xanh này là dây này nó sẽ điều khiển cho cái quạt gió. Dây màu xanh này nó điều khiển điện dương cho quạt gió quay. Còn dây màu trắng trục vàng như nãy mình nói là dây này chỉ dập mát thôi, từ con IC điều khiển mát tới cho con rờ le này, để con rờ le này đóng tiếp điện nó sẽ quay anh em ha. Rồi cách thứ hai thử nữa, mình về giải thích bạn thôi là anh em sẽ hiểu rồi, mà anh em không hiểu nữa thì sẽ alo mình sẽ giải thích thêm. Còn mình muốn quạt gió, khi nãy mình thử trực tiếp cho quạt gió rồi đúng không ạ? Khi nãy là mình thử trực tiếp cho quạt gió nó quay rồi. Bây giờ mình muốn thử trực tiếp trên cái giắc rà le thì mình thử như thế nào? Nó cũng rất đơn giản anh em ơi. Đây con rà le đây. Con rà le mình tháo ra rồi. Muốn thử quạt gió quay hay không, muốn chết rà le hay không thì mình phải rút con rà le ra. Mình nãy mình thử trực tiếp nó quay rồi. Bây giờ mình thử trực tiếp là cái quạt gió nó quay rồi. Bây giờ mình muốn loại trừ con rà le này nó hư hay không thì mình sẽ tháo con rà le ra mình vứt ha. Vứt qua một bên rà le này. Vứt qua một bên. Bây giờ mình làm sao để mình làm cho quạt gió nó quay? Quạt gió nó quay thì mình đã giải thích cho anh em rồi lúc nãy rồi ha. Thì bây giờ cái dây xanh là cái dây tiếp điểm cho cái quạt gió nó quay. Đúng rồi, tiếp điểm điện dương thì mình lấy điện dương. Điện dương sau khóa, điện dương sau khóa hay trước khóa gì cũng được. Nếu mà mình lấy dây nâu, mình đấu qua dây xanh, dây nâu mình đấu qua dây xanh thì mình phải bật khóa lên mới ok, nó mới có điện, nó cấp ra dây nâu, nó cấp qua cho dây màu xanh nữa để cho điều khiển quạt gió nó quay. Còn mà mình không thích bật ổ khóa thì mình lấy điện trực tiếp từ dây đỏ này ha, dây đỏ này đấu qua dây màu xanh anh em ha, quạt gió nó sẽ quay. Nó không quay nữa thì mình kiểm tra từ cái dây màu xanh này xuống cái dây quạt gió, xuống chỗ cái dây quạt gió nó có đứt đoạn hay không anh em ha. Thì đơn giản rồi. Bây giờ mình sẽ đấu ha, nó sẽ quay. Quạt gió sẽ quay. Rồi, ok.
Mình sẽ đưa lại quạt gió cho anh em thấy ha. Quạt gió đang quay à. Anh em thấy quạt gió đang quay không à? Mình bây giờ sẽ rút điện ra ha, rút điện chỗ đó ra cho nó coi quạt gió nó tắt ha. Rút điện không quay nha. Ok không ạ? Bây giờ mình cắm điện lại anh em ha, cắm lại hai dây đó. Quạt gió quay không ạ? Quay. Rồi rút ra, anh em hiểu không ạ? Mình sẽ làm rất chậm để cho anh em nào chưa hiểu, chưa biết tới, đang còn biết ha. Là như thế nào? Đó là cái cờ le chỗ quạt gió này thì mình đã giải thích anh em rồi ha. Còn những cái con nói về đo kiểm con cờ le này thì mình cũng đã có làm video rồi. Anh em vào trang Facebook của mình, cá nhân của mình xem sẽ biết đo kiểm con cờ le này như thế nào ha. Đo kiểm ở ngoài nó sống nó chết, còn cái quạt gió là mình làm như vậy là ok. Nếu mà nó không quay, mình đã đấu dây trực tiếp từ ở trên con rờ le này rồi mà quạt gió không quay thì anh em buộc là phải kiểm tra. Anh em đã đo điện 12V có chỗ đây rồi à, có dây rồi, dây màu đỏ rồi anh em có rồi, mà anh em cấp một cái dây điện vào đây nữa, vào dây màu xanh nữa anh em nối tắt, dây màu đỏ nối đầu đây cho anh em dễ thấy nè, dây màu đỏ nè, anh em nối vào có dây màu xanh, dây màu đỏ nè, anh em nối vào dây màu xanh. Nếu mà quạt gió không quay nữa thì anh em phải làm sao? Anh em phải tìm cái dây màu xanh chạy tới cái quạt gió, đúng không ạ? Coi thì nó có đứt chỗ nào không thì mình nối lại đó. Ok nhá. Rồi mình sẽ gắm cái quạt gió vào, mình gắm cái rờ le vào, mình sẽ tiếp tục tới cái cảm biến. Mình chỉ làm bằng thủ công không thôi, không cần bằng máy móc anh em ha. Anh em nhớ như vậy. Anh em nào mà xem clip của mình làm thủ công thôi, không có làm bằng máy. Không có máy làm cũng được. Rồi xin chào tất cả anh em đang xem có rõ không ạ? Có được không ạ? Rồi xin chào 6400 anh em đang xem live ha. Anh em xem có rõ không ạ? À? Xem được không ạ? À? Mình sẽ quay này chẳng đợi chó tí xíu. Giao lưu cho anh em một tí xíu ha. Từ từ trên cái xe ẹt này mình sẽ làm hết cho anh em. Mà sao hôm nay anh em xem ít chia sẻ đúng không ạ? Ít chia sẻ, ít số lượng người xem, nhiều khi mình cảm thấy buồn. Người làm clip mất tiền mua trang Facebook mà anh em xem mà không cho một cái chia sẻ thì mình hơi buồn anh em một tí xíu nha. Đang là clip miễn phí. Nhiều người xem mới có hứng, mới chia sẻ được. Ít người xem quá thì chán. Chắc tạm dừng clip hoặc là xóa luôn cái Facebook này, không chơi nữa. À,
anh em xem mà không chịu chia sẻ lượt tương tác vào thì người làm clip đâu có thích đâu anh em. Mình làm là free rồi, miễn phí cho anh em rồi. Anh em chia sẻ nhiều trang nhóm vào, nhiều trang nhóm hội sửa xe để cho những anh em nào chưa biết còn biết tới. Rồi, tiếp tới. Hôm nay là miễn cưỡng nha, miễn cưỡng anh em nha. Tại vì mấy chục anh em đang xem mình không muốn cắt clip. Miễn cưỡng nha, hôm sau mà kiểu này thì mình không chơi đâu nha. Cắt clip ngang luôn nha. Hôm sau mà ít lượt xem như này thì mình không chơi đâu. Hay là anh em giỏi hết rồi thì mình không cần phải chia sẻ nữa. Chắc là anh em giỏi hết rồi, ai cũng biết hết rồi, sao? một trăm người biết hết rồi, biết hết ban bệnh trên xe này rồi. Còn hiện giờ bây giờ trên xe báo lỗi đồng hồ FI, báo lỗi R-1, R-2, xe vẫn nổ máy bình thường, xe vẫn chạy bình thường, anh em xử lý như thế nào? Biết chết IC hay biết hư đồng hồ? Nhiều lắm anh em ơi, nhiều lắm, gọi là chứ không phải là ít đâu nha anh em. Mình chỉ dùng đồng hồ bằng năng mình đo thôi là mình biết rồi. Ít lượt tương tác hôm nay ít quá, hay là về khóa Smicky là anh em mới tương tác nhiều ạ. Rồi mình tiếp tới đi, mình tiếp tới một cái nữa nha. Nếu mà ít lượt xem mình sẽ tạm dừng clip anh em ha. Tiếp tới một cái nữa về khi nãy mình đã thử rồi đúng không ạ. Mình thử hết rồi là tốt, mình thử rờ le rồi, trực tiếp quay rồi. Thì bây giờ tiếp tục muốn cái con rờ le anh em biết nó sống hay nó chết, nó nhảy hay không, anh em đấu được tiếp như vậy là biết con rờ le chết hay không. Còn đo rờ le thì anh em chịu khó coi lại clip trước ha. Còn nói về con rờ le này nó hư nó hỏng hay không, anh em vào trang Facebook của mình sẽ xem clip có cách đo ha, cách đo cái con rờ le này nó hư hay nó không ha, cách đo sống ở ngoài đó. Mình cái này chắc anh em giỏi, ai cũng biết, bên này ít người xem mà ta biết hết rồi, chắc anh em nào cũng giỏi rồi, biết hết rồi thì thôi ha. Còn anh em nào chưa biết thì vào trang Facebook của mình sẽ xem có cách đo rờ le ha. Cách đo rờ le đó là mình vừa trước mình nhớ không nhầm là mình có làm trên một chiếc xe SCR á, cách đo rờ le luôn ha, rồi sống chết. Anh em nào chưa hiểu mai alo cho mình vậy thôi, còn mình ở đây thời gian nó cho không cho phép lâu anh em ha. Mình sẽ làm nhanh, không đo rờ le nữa ha, không đo rờ le nữa. Bây giờ mình sẽ tới đến mình sẽ nổ máy anh em ha, nổ máy cái quạt không quay mà bây giờ mình sẽ đi vào cái vấn đề là quạt nước không quay anh em ha. Rồi là cái quạt gió không quay. Mình ở đây là mình làm không làm máy này mà dùng bằng đồng hồ thủ công ha, đồng hồ bản năng thôi nha, để cho những anh em nào đang còn yếu tay nghề hoặc là chưa có điều kiện để mua máy. Nhưng có nhiều khi anh em mua máy về rồi nhưng cũng chưa biết luôn, chỉ biết xóa lỗi và đọc lỗi thôi. Mình sẽ dùng đồng hồ ha. Trước tiên quạt gió không quay, anh em nổ máy lên cho mình hoặc là đo dây nguồn ha. Trước tiên mình sẽ đo nguồn của nó. Đo nguồn nó mình xem có đứt dây nguồn quạt gió hay không nha.
Muốn đo nguồn anh em hãy mở khóa lên ha, mở khóa lên, mở khóa lên. Anh em đo nguồn điện áp nguồn cấp cho cảm biến nó sẽ là 5V anh em ha, tất cả cảm biến. Để chế độ đồng hồ đo DC và đo điện một chiều anh em ha, đo điện một chiều anh em đợi trong giây lát nha, tìm chế chỗ để đồng hồ. Đồng hồ này nó không có cái móc nên nó hơi bị khổ chỗ đó. Rồi anh em sẽ đo vào hai dây bên này ha, bất kỳ âm dây dương gì không biết, cái đồng hồ cái bỏ vào đại vào đo đi, phải có điện 5V em ha. Anh em đo lưu ý nha, đừng để chạm chập hai dây này lại với nhau trong khi đồng hồ ha. Phải có điện 5V. Rồi mình kết luận, kết luận rằng từ IC cấp mát và cấp điện 5V nguồn nuôi cho cái con cảm biến ok anh em. Như mình đo như vậy là mình đã biết được là nguồn 5V và mát từ IC cấp xuống đã có ok rồi. Thì bây giờ mình phải làm sao, quạt không quay, chạy nóng máy rồi nhưng quạt vẫn không quay à, chạy 80 cây số rồi và quạt vẫn không quay được, thì mình sẽ kiểm tra tiếp tục. Kiểm tra thứ nhất là đo điện trở trong cái con cảm biến này. Điện trở cảm biến này thì anh em sẽ mở ra ngoài, anh em dùng hai que đồng hồ đo vào hai cái chân hai bên này ha. Clip này mình không thể làm được tại vì thời gian rất lâu, mình sẽ nói hướng dẫn thôi. Anh em đo vào hai chân này, hai chân bên cái con cảm biến đó, đồng hồ hai chân cảm biến, là anh em bật cái chế độ đo điện trở anh em ha, là đo ôm đúng không ạ, đo ôm đo 200 ôm hoặc là 20 ký ôm cũng được ha. Anh em sẽ đo vào hai chân này, anh em lấy hộp quạt, bật quạt mình đó, mình đốt nóng cái đầu trong con điện ở trong cái con này, mình sẽ lấy cho anh em thấy không. Đây con cảm biến nhiệt là nó như này anh em nha, cảm biến nhiệt mình sẽ ghim vô hai dây trong này, cái đồng hồ ha, để chế độ đồng hồ đo điện trở. Mình lấy hộp quạt mình đốt nóng cái đầu này anh em ha, đốt nóng đầu này, khi nhiệt độ nóng mình đốt nó nóng lên điện trở nó sẽ giảm anh em ha. Chẳng hạn bình thường mình đo cái con điện trở này là nó 1,4 ký đi, 1,4 ký mà mình đốt đồng hồ mình. Rồi anh em đợi tiếp quay lại ha. Chẳng hạn anh em đo mà điện trở nó sẽ là 1,4 ký đi, 1,6 ký, 1,7 ký chẳng hạn, tùy theo nhiệt độ anh em ha. Anh em đo vào đây, anh em đốt, lấy hộp quạt đốt nóng cái đầu này. Nó càng nóng thì điện trở nó càng giảm anh em ha. Đốt nóng lên điện trở nó sẽ giảm xuống, nó thấp xuống dần. Đó là cái con cảm biến nhiệt. Nó hơi bị cắt mạng tí xíu anh em ha, hơi bị cắt tí xíu anh em thông cảm. Đó anh em hiểu chỗ này chưa? Mình sẽ đo điện trở đầu này. Đốt nóng hộp quạt, bật quạt đốt lên đây, nó nóng cái đầu này lên, điện trở ở đâu này nó sẽ giảm lại. Đó là nhưng cái chỗ nào á, nó tốt hay không thì mình phải kim vào xe ha, đi trên xe nó chuẩn hơn anh em ha, đo trên xe ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi đo trên xe ha, giờ mình sẽ kết luận luôn, mình sẽ cho anh em thấy ha. Nổ máy nè.
Rồi tiếp tục mình sẽ đo cảm biến nhiệt độ anh em ơi. Cái xe này là hơi quạt gió không quay đó. Mình sẽ kết luận mình sẽ đi từng bước cho anh em hiểu thôi. Chứ còn riêng mình thì mình không có đi tình trạng như này đâu, mà đi rất nhanh ha. Rồi bây giờ mình dùng hai que ghim ha. Hai que ghim. Mình sẽ đo vào ghim vào hai cái dây nhiệt độ anh em ha. Dây nhiệt độ này mình sẽ ghim vào. Xe này nổ máy cũng khá nóng rồi anh em ha. Nãy mình nổ rồi nha. Khi nãy mình nổ là phải 15-20 phút rồi đó. Nhưng mình phải đo lại mình xem thử điện áp nó gửi về xe bao nhiêu ha. Mình chỉ dùng điện áp thôi. Mình quy đổi tới nó chứ không cần phải dùng máy. Mình sẽ đo hai cái đầu dây này anh em ha. Do là cái đồng hồ không có đĩa, không có cái chỗ đĩa cho anh em thấy á, mình sẽ đo hai đầu dây này ha. Ghim vào hai đầu dây nhiệt độ. Anh em sẽ nhìn đồng hồ báo ha, bao nhiêu volt nè. Máy này bây giờ nó nóng là hơi bị nóng rồi đó. Cái máy này là giờ nó nóng khoảng 8-90 độ C là anh em ha. Mình đã nổ trước rồi. Anh em mà bây giờ muốn theo dõi cái cảm biến nhiệt độ là anh em dùng đồng hồ này đo như này cũng được ha. Anh em thấy không ạ? Bây giờ đang 2V. 2V nhưng trong lúc này là máy nóng 7-80 độ rồi. Thì quạt gió làm sao quay được anh em? Bây giờ anh em cho dù để nổ. Bây giờ mình xe thả ra ha, mình nổ tiếp ha. Bạn ra ha. Coi nó còn xuống bao nhiêu. Máy cũng khá nóng rồi em nha. Đụng vào coi, tuột da đụng được. Hỏng da rồi. Mình sẽ đo lại anh em ha, thử xem nó bao nhiêu độ ha. Đo vào hai dây như lúc nãy, hai dây công cảm biến nhiệt độ. Mình sẽ đo lại hai dây mình vừa ghim vào anh em ha, ghim vào như lúc nãy này. Ghim vào hai dây trong cảm biến nhiệt độ. Mình sẽ đo tiếp ha. Do mình không có thế để đồng hồ anh em. Mình che mất cái dây nó đi nha, nhưng phải đo, mình đo hai dây đó nha. Rồi mình đo lại anh em á. Không cần máy móc gì đó. Mình cứ để máy nổ nóng lên mình đo. Mình đo lại tới bao nhiêu volt. Bây giờ nó vẫn còn 2V 35 anh em thấy không ạ? Bây giờ cho dù cái xe này nó xuống tới 1V 1.5, quạt gió nó vẫn không quay được anh em ha. Nó xuống cỡ mấy trăm mV đó là quạt gió mới quay được. Là kết luận là sao? Kết luận là cái con cảm biến nhiệt này mình nổ máy nóng rồi nhưng điện áp nó vẫn không giảm anh em ha. Điện áp nó nóng, khi nổ máy nóng lên rồi điện áp mình đo nó phải giảm dần dần xuống anh em ha. Là điện trở nó giảm, điện trở giảm buộc bắt buộc điện áp phải giảm theo anh em ha. Nhiều khi anh em nói cái đó anh em không hiểu được, nhưng cứ nghĩ mang máng là anh em là đo nóng máy, nguội máy thì điện trở cao, điện áp nó cao đó. Nguội máy điện áp nó cao mà nóng máy điện áp nó giảm xuống, giảm dần xuống, nó còn dưới 1V, mấy trăm mV là quạt gió mới quay được anh em ha. Đó. Bây giờ mình kết luận rằng là cái con cảm biến nhiệt này nó hư. Đó, bây giờ mình muốn làm sao cảm biến nhiệt này hư hay không? Thì bằng một cách chính xác lại. Nếu mình muốn chính xác lại đến chính tiếp anh em ha. Là một cách như sau. Để mình biết được cái cảm biến nhiệt nó hư hay không luôn. Mình sẽ chứng minh cho anh em ha. Rồi ok, rút cái giác cảm biến nhiệt ra ha. Anh em đợi trong giây lát nha. Mình phải dùng bộ điện trở ha, hộp điện trở của mình là trong này là rất nhiều.
trong này rất nhiều con linh kiện điện trở để mình giả lập nó. Điện trở trong hộp này rất nhiều điện trở anh em ơi. Rồi muốn biết nó quay hay không thì mình phải dùng điện trở, mình sẽ cho quạt gió nó quay anh em ơi. Anh em nhìn vào quạt gió nha, quạt gió đó nha, nhìn kỹ vào chỗ này ha. Muốn biết cái con cảm biến nó hư hay là IC nó không điều khiển mát tới cái gì đó thì mình sẽ dùng điều khiển nó sẽ quay anh em ha. Bây giờ mình nói thông số điện trở luôn cho anh em để gia lập ha. Thông số điện trở của nó từ để mình đo phát đây. Điện trở giờ không đâu rồi, không thấy con nào ấy. Anh em đợi trong giây lát mình tìm điện trở mình đo nha. Điện trở nữa. Giờ không biết con điện trở nào hết, nằm trong lộn sang ngầu hết rồi. Rồi, bây giờ trước tiên mình kiếm một con điện trở đi. Con điện trở có nhiều khi anh em đang còn lơ tơ mơ, nhiều khi những anh em điện thoại lại hỏi mình con điện trở là con gì luôn. Không hiểu. Chưa biết con điện trở là con này. Nó làm trong những cái mạch điện tivi đồ đầy á anh em. Điện trở là con này nè, đó. Nó điện trở nè. Đây là con điện trở. Con này cũng là điện trở nè. Nhưng điện trở này điện trở 1/4W. 1/4W là nhỏ xíu như này nè. Nhỏ xíu. Còn con này là 1/2W. Đó, nó to hơn. Mình sẽ đo con điện trở. Mình sẽ dùng con điện trở này bao nhiêu ohm này. Rồi, con điện trở này là 100 ohm anh em ha. 100 ohm, 99 ohm cho sai số. Cho sai số. Thứ nhất là điện trở sai số, thứ hai là đồng hồ mình nó sai số, nhưng con này là con 100 ohm á. Con này là con 100 ohm anh em ha. Rồi ok, mình lấy con 100 ohm đi. Thử. Mình nói luôn cho anh em ha. Nếu mà muốn giả lập cái quạt gió này cho nó quay thì mình dùng con điện trở. Nói chung là cỡ, nếu mà quạt gió nó quay thì anh em dùng con điện trở khoảng 150 ohm ha. 150 ohm đến 100 ohm. 100 ohm tới 150 ohm là ok ha. Không nên thấp quá. Thấp quá thì mình không thử. Nói chung là thử thì cũng được thôi chứ mình không làm liều anh em ha. Thấp quá nhiều khi nó gây ảnh hưởng tới IC. Nói chung là nó không ôm thì nó chập mát tới IC. Cũng giống như hai dây này. Giống như hai dây của cảm biến nó chập lại với nhau. Nó gây ảnh hưởng cho IC đến IC. Mình không chơi nha. Mình không chơi liều. Mình dùng con 100 ohm anh em ha. Rồi ok. Mình sẽ bật vào. Mình sẽ ghi màu đen anh em ha. Ghi vào dây nhiệt độ động cơ. Mình sẽ ghi vào dây nhiệt độ động cơ hai dây này, dùng con điện trở này ha. Ghi vào. Ghi chắc vô nha. Rồi. Bây giờ là mình ở đây là mình nói cái chế độ là quạt gió không quay, xe chạy nông máy mà không quay quạt gió anh em ha. Mình kiểm tra từ A tới Z, mình kiểm tra như vậy. Nhưng mình kiểm tra đo sơ sơ vậy là mình biết hư con cảm biến nhiệt rồi, chứ không cần nhiều. Nhưng bây giờ mình muốn giả lập để cho anh em thấy, để cho anh em nào ít va chạm. Sau này va chạm thì sẽ biết thêm. Đó, va chạm thì sẽ tìm hiểu thêm và có thể giúp ích được anh em trong cái về lĩnh vực sửa xe. Không cần phải đo kiểm quá nhiều để cho mình đỡ phải mất thời gian. Rồi khi mình mở khóa đây anh em ha, mở khóa anh em nhìn cái quạt gió nha, quạt gió ngay tay mình chỉ ha. Đây. Anh em nhìn quạt gió ngay tay mình chỉ ha, nè. Khi mình bây giờ mình mở khóa đấy nha, mở khóa anh xem quạt gió nó quay không ạ? Anh em thấy quay không ạ? Quá quay luôn. Rờ le vẫn đang còn nguyên si anh em ha, rờ le này. Rờ le nhá, rờ le vẫn đang nguyên nha. Đó.
Mình không có đấu tắt rờ le đâu anh em ha. Anh em nghĩ mình đấu tắt rờ le cho quạt gió nó quay như không có nha. Đó. Bây giờ mình để xa ra cho thấy con rờ le luôn nha. Và quạt gió nha. Rờ le này. Rồi bây giờ là rà le quạt gió anh em nha. Vẫn có đồng nằm nguyên nha, mình không đấu tắt rà le nha. Quạt gió nha. Rồi mạch điều khiển đây. Để chỗ này luôn cho anh em thấy luôn, cho mình phải làm thực tế cho anh em, cho anh em tưởng mình làm giả dối nha. Đó. Rà le quạt gió. Giắc. Chắc đây mình vẫn đang nối điện trở đấy anh em ha. Đó, điện trở đây. Quạt gió nha, mở khóa lại nha, rồi lại không đâu tắt anh em ha. Mở khóa nè. Em thấy quạt gió quay em à. Quạt gió đây nha, để ý nha, tắt khóa nè. Quạt gió không quay nè, mở khóa nè. Quạt gió quay nè. Rồi ok, tại vì cái xe này mình đo mấy bước là mình biết nó hư cái cảm biến nhiệt độ rồi anh em ha. Cảm biến nhiệt độ, nhiệt độ động cơ, người ta gọi là viết tắt người ta gọi là ECT là cảm biến nhiệt độ động cơ. Mình thì mình nói cho anh em dễ hiểu được cảm biến nhiệt độ động cơ hoặc là cảm biến nước làm mát anh em ha. Cảm biến đo nước làm mát nóng nguội, cảm biến nhiệt độ động cơ cũng được. Rồi người ta viết tắt tiếng Anh là gọi là cảm biến ECT. Đó là câu cách như vậy. Nếu mình đấu như này vào nó quay, đúng không ạ? Nếu mình đấu với con điện trở đây, con điện trở vào mà quạt gió quay, xin thưa với anh em là 100% là nó hư con cảm biến nhiệt đây ha, con cảm biến ECT, cảm biến nhiệt. Rồi lúc đó mình tung tăng, mình đi mua con cảm biến về nhà, con cảm biến nhiệt về nhà mình thay thôi. Rất đơn giản, không cần phải dùng máy móc nhiều anh em ơi. Dùng máy móc làm gì? Rồi xin chào 6.000 người đang xem. Hôm nay là mình chỉ chia sẻ anh em một tí xíu bàn nhỏ nhỏ. Anh em chỗ khúc mắc chỗ nào thì cứ inbox cho mình, mình sẽ giải thích. Trong để coi thứ mấy giờ rồi nữa. Mới có 21 giờ 20. Tiếp tục đến mình sẽ chia sẻ cho anh em về mặt đèn là nó như thế nào. Mặt đèn đêm, mặt đèn pha anh em ha. Có nhiều anh em điện thoại tới mình nói thay xe rồi đèn vẫn không sáng, xe vẫn nổ máy vẫn chạy bình thường anh em ha. Xe vẫn nổ máy vẫn chạy vẫn hoạt động bình thường, xe không báo lỗi, không báo lỗi là một cái gì cả, nhưng mỗi cái đèn đêm nó không sáng thôi. Anh em chia sẻ nhiều ô, nhiều người xem mình chia sẻ luôn. Ít người xem thì mình sẽ cắt clip rồi tiếp tục bữa hôm sau mình chia sẻ tiếp. Đang còn sớm, mới có 9:30 à. Anh em hôm nay xem ít chia sẻ quá. Chia sẻ mạnh vào cho những anh em nào chưa biết tới thì còn biết. Mình làm clip free.
Xin chào tất cả anh em đang xem nha, anh em đang xem live khi nãy có rõ không ạ? Có rõ không ạ? Rõ cho một cái ok ạ. Nếu mà không rõ thì ngày mai mua điện thoại mới, mua điện thoại nét hơn. Rõ không em, nãy coi được không ạ? Sao không thấy anh em bình luận một cái nào này? Để mình tiếp tục mình chia sẻ tới mạch đèn, đèn pha, là tất cả cảm biến trên xe, cảm biến góc, rồi cảm biến tốc độ, rồi đủ thứ hết, nhiều lắm. Nói chung là nhiều lắm anh em ơi. Nói chung anh em đã biết về FI rồi á, thì tất cả trên cái con xe này thì nó là quá khứ rồi anh em ơi, dễ lắm, không có khó như anh em nghĩ đâu. Tất cả cảm biến mình đều giải lập được hết, mình để mình biết nó hư hay không luôn. Bây giờ thời đại giờ là không cần đo đồng hồ về cảm biến, không đo điện trở đồ hết đâu. Khi nãy là mình đo là để cho những anh em nào mới vào nghề chưa hiểu biết, để cho biết thôi, mình hướng dẫn anh em đo. Chứ còn nếu mà mình thì chỉ có giả lập hết thôi, bằng điện trở hết, giả lập tất cả. Năm ngàn tư anh em đang xem có rõ không ạ? Để tiếp tục ạ. Rõ nói rõ, không rõ để điều chỉnh đi camera tốt một hồi nữa. Video free miễn phí toát mồ hôi anh em ơi. Đâu phải ấy đâu. Quạt thì không dám mở lên, mở lên thì nó ồn anh em nghe không được. Rồi, ít anh em xem, ít người chia sẻ. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ thêm sơ một cái mặt đèn đêm thôi ha, rồi mình sẽ kết thúc video. Hôm sau sẽ chia sẻ tiếp. Anh em không chịu chia sẻ, không tăng lượt xem thì mình không chơi. Anh em về khóa hình như thích về sự bất kỳ hay sao á. Rồi tiếp tục mình sẽ chia sẻ anh em về mạch đèn đêm ha. Tại sao mạch đèn đêm không sáng? Có nhiều anh em là điện thoại tới cho mình là gọi là mạch đèn đêm không sáng. Anh em đã thay IC rồi, anh em đã thay con này rồi, nhưng mạch đèn đêm vẫn không sáng được. Tại sao? Anh em phải biết cách đo. Mình sẽ chia sẻ nhẹ nhàng ha, chia sẻ cái nhẹ thôi để cho anh em hiểu thôi nha. Còn anh em chia sẻ ít người xem quá thì mình không thể đi chuyên sâu được. Mạch đèn đêm là cái gì? Anh em phải biết ở trong con IC này nha. Con xe rút con IC này. Anh em con ẹt này thì IC cái mã IC nó ha, mã IC nó ẹt 18 này. 17 18 16 18, 16 tới 18, mã IC 2NDO ha. Anh em nhớ ha, nhớ mã IC ha. 2NDO. Cái đời này là nó IC điều khiển đèn đêm anh em ha, điều khiển đèn đêm. Có nhiều anh em đấu gì mát, đèn đêm vẫn bình thường, anh em đấu gì mát chân 33. Riêng cái dòng Yamaha là không phải đếm từ trái qua phải anh em ha. Đếm từ phải qua trái, chân số 1 là chân bên này nè. Chân số 1, chân số 2, chân số 3, chân số 4, sẵn qua bên này. Là chân số bên này là 11, rồi mình xuống hàng, mình đếm tiếp theo ha, 12 mình đếm tiếp theo. Đó. Có nhiều anh em lấy cái chân này là hình như mình nhớ không nhầm, nhớ không nhầm là chân số 33. 33 chứ không phải nhầm đâu. Chân số 33.
chừng số 33 từ đây này qua bên này, qua bên này, qua này, chừng số 33 là chỗ này, đúng rồi, dây này là dây đen sọc vàng, dây đen sọc vàng, dây màu đen sọc vàng. Chân số 33, 33 là chân dây màu đen sọc vàng, là điều khiển mát cho cái đèn pha mình sáng hay đèn đêm đó. Có nhiều anh em lấy dây mát dí vào đây, ghim vào chân IC, đúng không ạ? Ghim vào chân IC hoặc là nối chỗ này, cắt chỗ này, cắt chỗ này đấu ra mát, đèn đêm nó sáng. Cắt cái chỗ này đấu ra mát, đèn đêm nó sáng. Nhưng mà khách yêu cầu, đó là sáng trực tiếp rồi, khách yêu cầu xe nổ máy lên đèn mới sáng giống như ring đó. Anh em mới gọi cho mình là tại sao mà đèn không sáng. Rồi anh em là mua con IC mới về luôn, mua con IC mới về ha, ghim vô đèn vẫn không sáng được. Nhưng trong lúc đó là xe vẫn nổ máy chạy bình thường anh em ha, đèn vẫn không sáng được. Anh em phải làm sao à? Có anh em, mình biết anh em trong này rất học rất nhiều thầy rồi đó, đang xem video vẫn có học rồi đó, chứ không phải không học nha. Nhưng có thầy nào chỉ chứ ạ? À? Có thầy nào chỉ cái mặt đó chưa? Đo như thế nào để biết chết IC? Nhưng con IC đây là 100% là thợ đã mua về rồi, mua IC mới trong hép về, nhưng mà ghim vào đèn vẫn không sáng được. Là anh em phải làm kiểu gì để cho đèn nó sáng? Sáng như riêng nha, chứ không phải đấu vào da này chân 33 đấu vào mát nha, không chơi nha. Khách yêu cầu phải như riêng. Nhưng anh em mua IC về nhà rồi vẫn không sáng được, đèn vẫn không sáng được. Anh em phải làm sao ạ? Vậy là anh em trong vài phút nha, trong vài phút nha, nói chuyện anh em tí xíu. Xin chào tất cả anh em đang xem live nha. Đó, như mình nói như vậy anh em thấy làm sao ạ? Xe vẫn nổ máy, vẫn chạy bình thường, xe không báo lỗi, không một cái gì cả. Nhưng mỗi cái tội mắc đèn đêm thôi, anh em thấy làm sao? Anh em đã có học rồi, mình biết ở trong đăng xem clip này thì có nhiều anh học ở chỗ thầy rồi, mấy thầy rồi đó, mình cũng vẫn biết. Nhưng thầy có chỉ anh em không ạ? À? Có chỉ hay là thầy không biết ạ? À? Thầy mà thầy chính quy thì biết, chứ còn thầy mạng, thầy lan ở trên mạng thì làm sao mà biết được. Thầy lan thì không thể biết thì anh em ha. Anh em cho một cái đi ạ, cho một cái lời giải thích đi ạ, cho một lời giải thích cho mình đi ạ, cho lời giải thích cho mình tiếp tục quay lại tiếp tục video ạ. Bình luận đi ạ. Anh em bình luận đi, không sao cả, mình hiểu biết cái gì thì mình cứ bình luận thôi, nói chung là mình không có dấu dốt nha. Mình cũng từng đi học rất nhiều rồi, mình không có dấu dốt, cái gì mình không biết thì mình học vậy thôi. Mình phải làm sao ạ? À? Anh em làm sao ạ? À? Anh em đã từng học thầy rồi, anh em nhắn tin đi, hỏi trực tiếp cho thầy đi ạ. À. Tình cảnh như vậy phải làm sao ạ? À? Anh em học thầy rồi đó, nhắn tin trực tiếp hỏi ông tình cảnh như vậy phải làm sao ạ? À? Thầy không nói đâu. Anh học thầy nào mà thầy đó không nói à? Học thầy nào mà thầy đó không nói à? Nói chung ở trên những cái con xe dòng xe FI này á, thì mình cũng không giỏi gì anh em ha, nhưng đủ kiến thức chia sẻ cho anh em để làm. Mình giỏi không giỏi đâu, nhưng đủ kiến thức chia sẻ cho anh em. Những anh em là chưa biết nha, đủ kiến thức để chia sẻ cho anh em.
Thầy không, nó không, thầy không nói đâu. Thầy không nói đâu thì anh nhắn tin cho thầy, anh hỏi đi, hỏi nhanh tóc hành đi, thầy trả lời không. Xe vẫn chạy bình thường, không báo lỗi gì cả, nhưng mỗi tội đèn đêm không sáng thôi. Khách yêu cầu như riêng là phải làm như riêng, không đấu máy trực tiếp ra, phải nổ máy lên đèn mới sáng. Nhưng mua xe mới về rồi, nhưng đèn vẫn không sáng được như khi nãy em đã giải thích rồi. Đó, anh giải thích lại cho anh em mới vào sau nha, để cho biết nha. Tình trạng đèn không sáng, đúng ạ. Tình trạng đèn không sáng. Còn cái chân IC này thì chân 33 là cái chân này, lật ngược lại ạ. Chân 33 là dây màu đen thuộc vàng, chân này sẽ điều khiển tín hiệu. Người ta gọi là tín hiệu xung á, trong trong trường lớp người gọi là tín hiệu xung á. Mình thì mình nói dân gian á, mình để cho anh em dễ hiểu là nó điều khiển mát đi cho anh em dễ hiểu nha. Mát, mát điều khiển lên cho bóng đèn pha này cho nó sáng. Đèn pha thì có điện nguồn trực tiếp rồi, điện nguồn dương bình trực tiếp rồi. Chờ cái mát từ cái xe này nó điều khiển lên cho đèn nó sáng. Nhưng anh em có anh em đã đấu mát vào đây đúng không? Cắt dây mát, cắt đôi ra, lấy cái dây này đấu vào mát, đấu vào mát đèn nó sáng. Anh em bảo là hư con IC này, bảo với khách là hư con IC này đúng không ạ? Thì chứng tỏ là anh em đã đấu vào này đèn nó sáng đúng không ạ? Thì anh em phải nói là hư con IC chứ, chắc chắn là anh em nào cũng nói là hư con IC rồi. Khi khăng khăng tum tum lấy tiền chạy đi hãng mua một con IC mới về nhà, hết triệu mấy, gần 2 triệu rồi, về nhà gắm vào tưởng lấy tiền được ngay á, tưởng dễ ăn á, đúng không ạ? Ghim vào xong rồi đèn vẫn không sáng à, anh em phải làm sao? Anh em chia sẻ mạnh vào cái đi ạ. Đèn không sáng thì anh em phải làm sao? Hồi đó là anh em chắc có lẽ là có nhiều anh em như vậy là bó tay thôi nhé. Thôi bây giờ mình không có câu thời gian anh em nữa nha, nói luôn ha, nói luôn đi, không không có làm mất thời gian anh em. Mình cũng khuya rồi, cũng đi về nhà nghỉ chứ, bây giờ livestream mà livestream thì bây giờ nó cũng cũng là mất thời gian của mình đó, chứ không phải mất, không mất thời gian đâu anh em, mất thời gian mất công sức của mình đó. Nhưng mình livestream là miễn phí cho anh em nên chia sẻ nhé, nên chia sẻ, lần sau xem clip của mình nên chia sẻ mạnh vào. Tại sao đèn đêm không sáng à? Anh em biết tại sao đèn đêm không sáng không ạ? Mình chia sẻ luôn nha. Rồi, trước tiên bật cái đèn này lên nha. Bật cái đèn lên cao tí đi, để cho thấy cái đèn đèn là sáng anh em ha. Anh em chịu khó coi mờ tí xíu nha. Bây giờ mình nổ máy nha, mình sẽ test cho anh em thấy. Anh em đợi cho tí, cái ghi mấy quạt nước qua đó để quạt quay ù ù. Giờ đèn sáng rồi. Xe này cũng tắt đèn thì chậm chậm. Anh em giờ thấy đèn sáng không ạ? Tắt đèn nha. Tắt đèn. Mở đèn nha. Tắt đèn, mở đèn. Đèn sáng à. Tắt đèn. Mở ra đèn nha, tắt đèn, mở ra đèn nha. Rồi, bình thường đèn sáng ok đúng không ạ? Mình sẽ quay lại nha. Quay lại vấn đề. Tắt khóa đi. Ồn quá.
Mình sẽ quay lại vấn đề anh em ạ. Hôm trước là anh em có nhiều anh em điện là hỏi mình là như vậy, tại sao mà mua xe mới bị hỏng sáng, xe bọn nó bình thường. Là trong cái chuyên con xe này, cái đời xe này nó sẽ có 3 dây mát anh em ạ. Chân số 1 và chân 11 và chân 17. Nó có 3 dây mát. Anh em sẽ biết 3 dây mát đó là nhiệm vụ dây mát nào. Chân số 1 này là dây mát này. Chân số 11 này cũng là dây mát này. Chân số 17 ở dưới này này. Ở dưới này này cũng là dây mát, chân số 17 dưới này cũng là dây mát. Đời xe này nó có 3 dây mát. Những 3 dây mát đó nhiệm vụ gì, nhiệm vụ gì? Anh em phải hiểu biết để lấy nó nha. Rồi, trước tiên mình sẽ cắt cái đèn đêm đi ha. Xe vẫn nó quá bình thường. Anh em đợi trong cái lát nha, mình sẽ thực tế luôn, làm thực tế cho anh em chứ không phải hay nói dốc. Mình không thích nói dốc nha. Chân số 11 là chân mát. Chân mát này là làm gì, nhiệm vụ gì? Nó chỉ điều khiển đèn đêm anh em ha. Chân số 11 là chân mát. Mắt đó gọi là mắt bắt sườn anh em ha. Chân số 11 loại mắt sườn. Chân số 11 mình đếm từ trái qua phải ha. Từ bên trái. Run phát cánh to này. Chân số 1 là bên phải. Chân số 1 là bên phải, nó vẫn là mát nha anh em ha. Tới chân số 11 nó vẫn là mát. Chân số 11 này mát. Mát này là để làm gì? Mát này nó vào IC. Nó vào cái con IC này, mát chân số 11 này. Nó vào cái con IC chân số 11 trên này này. Nó điều khiển mát từ chân số 11 tới xuống chân số 33 anh em ha. Mát chân số 11 nó điều khiển xuống chân số 33. Nổ máy lên là chân số 11 nó nối với chân số 33 anh em ha. Đó, nối mát cho chân số 33. Bây giờ mình thử rút cái chân số 11 ra anh em xem sao nha, có cái đèn nó có sáng không nha. Hôm trước là có anh em là cái chân số 11 này là mắt bắt đèn đêm này. Mình rút chân số 11 anh em ha. À, xe vẫn nổ máy bình thường. Cái chân số 11 bữa trước là mất mát, không có mát, anh em nhiều khi không đo kỹ. Mình sẽ ghim IC vào ha. Ghim IC vào lại ha, chân số 11 đang lòi ra ngoài nè, đó. Rồi bây giờ mình sẽ thả cái bóng đèn trên anh em ha. Cho để thấy đèn. Để thấy đèn đêm nó sáng ha. Đó, chân số 11 mình vẫn tháo ra anh em ha, này, chân mát này. Dây mát vẫn đang lòi ra ngoài. Mình sẽ nổ máy anh em xem. Anh em thấy nổ máy bình thường à. Mình mở đèn đây. Không bao giờ sáng đèn được. Mình mở đèn lên không sáng đèn được anh em ha. Đó. Anh em sẽ xem đồng hồ báo lỗi, coi thấy báo lỗi không ha. Đồng hồ nha. Không báo lỗi anh em ha. Nổ máy bình thường. Mở công tắc đèn anh em ha, tắt đèn nè, tắt nè, mở nè, đèn vẫn không sáng được ha. À.
Rồi chị lau đi xíu mình chia sẻ tiếp anh em nha. Anh em xem thấy có ok không ạ? Hôm trước là có anh em điện thoại tới cho mình rồi, cũng có nhiều người là về quạt nước và về hệ thống đèn nhé, đèn không sáng, khách yêu cầu làm như zin. Trong cái con IC này đúng không ạ? Trong cái con IC này nó là cái gì đúng không ạ? Nó có 3 dây mát chương 1 và chương 11 và chương 17. 3 dây mát chương đó để nó điều khiển hệ thống nào anh em hãy biết tới thì sau này mà để mà làm. Nhiều khi chẳng hạn nhiều anh em xe vào không nổ, đo hết chân mát này chân mát kia, rồi đo chân 11 đó làm gì? Chân 11 là chân hệ thống đi cấp mát đèn đêm thôi mà anh em, đâu có gì đâu. Chân số 11 chỉ cấp mát cho hệ thống đèn đêm thôi, cấp mát ra chân số 33 cho đèn đêm sáng thôi nha, không có gì hết nha. Hôm nay ít lượt tương tác và ít người xem lắm. Nhiều người xem nữa mình sẽ chia sẻ tất cả trên hệ thống đèn, trên hệ thống điện, trên xe S150 Yamaha. Nói chung là cái hệ thống trên Yamaha anh em hiểu một chiếc làm được hết thôi, chứ không cần phải nhiều đâu. Hiểu được một chiếc thôi, nguyên lý của nó thôi. Hệ thống cảm biến này nọ thì nó cũng tương tự gần giống như Yamaha thôi, nó khác một Yamaha này nó khác một ít về Honda thôi, nó nguyên lý hoạt động về FI thì nó cũng gần tương tự giống nhau, không có gì cả. Anh em đang xem thấy có ok không ạ? Ok thì có động lực lần sau làm tiếp ạ. Nếu mà không ok thì xin lần sau khỏi làm nữa, cắt clip luôn, nghỉ, tốn thời gian, không được cái gì cả. Mình đó là mang tính chất muốn chia sẻ cho những anh em nào chưa biết tới FI, khỏi phải đi học này học kia đó, như vậy thôi. Tình hình dịch Covid này thì nói chung là không thể hết được đâu anh em, lâu lắm, qua năm 2022 hết hay không thì chưa biết được. Nhưng trước tiên là mình cũng phải cầu mong anh em giữ gìn sức khỏe đó, làm sao đó, gọi là đầu tiên là phải sức khỏe trước để cho mình mới làm được công việc sau này. Anh em đang trong đang dịch tả như này mà anh em ham mấy đồng tiền mà mở tiệm ra để làm, có nhiều khi là ta lây bệnh cho mình, là nguyên cả gia đình mình luôn, là không tốt cho lắm. Anh em cứ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Chỗ anh em mà ảnh hưởng dịch đồ này nọ thì tốt nhất là đừng làm. Ở mình cũng không làm đâu. Xe nhận khách thôi, nhận khách xe vào để đó, khách đi về đi, hẹn làm xong rồi khách ra lấy thì mới làm, chứ còn làm trực tiếp thì mình không làm. Anh em thấy clip này xem có bổ ích cho anh em không ạ? Bổ ích thì cho một like, cho cái ok đi, có động lực. Có động lực sẽ làm tiếp tục video tiếp. Có bổ ích cho anh em không ạ? Bổ ích thì cho ok. Hôm nay ít lượt tương tác, quá ít luôn nha. Anh em nhiều lượt tương tác vào đi, mình sẽ cách đo sóng chết con xe này luôn nè. Đo trực tiếp luôn, đo bên ngoài luôn nha. Dùng đồng hồ bản năng đo thôi, biết cái sóng nên chết luôn. Đơn giản.
Hôm nay video like được rồi anh em ơi, Facebook like được rồi anh em, khỏi phải lo đây, khỏi phải nghĩ ngợi, mình like không được nha. Bỏ tiền đã mua rồi, nói chung là mua rồi đó. Sao giờ ý lực thêm dưới trời, định chia sẻ tiếp đấy mà, định chia sẻ tới 10 giờ, hơn 10 giờ là nghỉ mà không có lực xem nữa thì thôi chứ. Trên xe này có gì đâu anh em, không có gì cả. Trên xe này không có một cái gì cả, cảm biến, nhiệt độ động cơ, rồi bộ ba cảm biến, bộ ba cảm biến, rồi cảm biến gì nữa, công tơ mét nằm ở trong lúc máy, cảm biến công tơ mét nằm ngay lúc đây, cảm biến góc nghiêng, cảm biến góc nghiêng thì nằm ở đây. À, còn tiếp tục mình chia sẻ đây, cái này nó dễ quên chứ, tại vì ít được xem quá mình cũng quên mất không chứ, không mình chia sẻ. Cảm biến góc nghiêng thì nó nằm ở dưới chỗ này, nằm đây, nằm ngay cái bình mở ốc 10 ra, nằm đây. Cảm biến góc nghiêng bao nhiêu điện, điện bao nhiêu vô là nổ máy, điện bao nhiêu vô là tắt máy, là đơn giản rồi, bình thường không có gì cả. Đây là dắt chẳng đón, cái chẳng đón, chẳng đón canh like. Còn cái này anh em muốn chẳng hạn ví dụ như cái đồng hồ, chơi đồng hồ mà đồng hồ đúng không, nó báo lỗi như này, mình thử mình rút ra cho anh em ha, thử rút cái chẳng đón ra, mình sẽ mở khóa lên cho anh em xem nó báo lỗi gì. Anh em xem thì nó báo lỗi gì ha. R-1 dắt chẳng đón kết nối, mất kết nối thì nó sẽ R-1, mà hư đồng hồ vẫn báo lỗi, vẫn báo lỗi R-1 và R-2 anh em ha, hư đồng hồ vẫn báo lỗi như vậy, đèn báo lỗi sáng luôn, đèn nhiệt độ sáng luôn, đèn báo lỗi nhiệt độ động cơ sáng, đèn báo lỗi sáng. Mình làm như thế nào chẳng hạn như vậy đúng không ạ? Chẳng hạn cái báo lỗi như vậy thì mình làm như thế nào mình biết hư đồng hồ hoặc là hư IC ạ? À? Mình nếu mà xe mà báo lỗi trên chiếc xe R-1, nói riêng về dòng xe Yamaha S150 đó, còn nói chung về tất cả dòng xe Yamaha có đồng hồ điện tử thì nó báo lỗi như vậy anh em ha. Đó, nếu mà xe tình trạng vô, xe đang nổ máy bình thường mà báo lỗi R-1 thì sao? Xe giờ nó vẫn đang nổ máy bình thường. Đó. Đây. Xe vẫn đang nổ máy bình thường nhưng nó báo lỗi R-1, đồng hồ không quay kim thì mình phải đo đạc như thế nào, đo đạc như thế nào để biết cái đồng hồ này, để biết cái đồng hồ này nó hỏng hay là hỏng IC. IC nó vẫn điều khiển nha anh em nha, hỏng IC, hỏng cái con IC này, hỏng cái con IC này, hỏng cái con IC này nó vẫn báo lỗi R-1 trên đồng hồ anh em ha. Đó, làm thế nào để anh em biết được? Đây là rất đơn giản anh em ha, rất đơn giản, không có gì cả. Mình chỉ cần dùng một cái này thôi, một cái đồng hồ cùi bắp này thôi ha, một cái đồng hồ cùi bắp này thôi, mình xác định được nó hỏng ở chỗ nào, nó hư ở chỗ nào,
hư xe hoặc hư đồng hồ, hoặc là đứt dây canh lai, mình rút dây canh dây canh lai là đúng không ạ, mình rút dây rồi thì nó báo lỗi. Nhưng lỡ dây nhựa đầy đủ à, dây nhựa ghi mua đầy đủ, mình đo đạc không đứt, đo đạc từ dây này cái canh lai lên đồng hồ đúng ạ, lên đồng hồ vẫn tốt, dây vào IC, đo vào IC vẫn tốt, nhưng đồng hồ vẫn báo lỗi R-1 thì anh em làm sao? R-1 hoặc R-2 thì anh em làm sao ạ? Đúng không ạ? Nếu mà R-1, R-2 thì anh em làm sao để xác định được nó hư ở chỗ nào ạ? Mình mới xác định được nó hư ở chỗ nào, chẳng hạn bây giờ nó, chẳng hạn bây giờ anh em không biết nó hư đứt dây nhợ đúng không, dây thì anh em đo ok hết rồi, anh em cũng biết đường đo, làm thợ thì ai cũng đo được cả, đo thông mạch đo ok hết rồi, mà bây giờ nó vẫn cái báo lỗi như vậy, anh em bây giờ một là con IC, hai là cái đồng hồ nó hư, anh em làm cách nào để biết được ạ? Chứ bây giờ không lẽ mình đi mua gọi là loại trừ à? Đi mua loại trừ, bây giờ anh em mua con IC về nhà để đó, lỡ anh em ít tiền, anh em thợ mới mở tiệm ít tiền, anh em mua con IC về triệu mấy hay triệu bạc anh em để đó à? Hoặc là mua cái đồng hồ cũng một mớ tiền, anh em về nhà lỡ không phải thì anh em để nó ôm nó một đống đó, biết khi nào để thay cho người ta được ạ? Rất đơn giản, mình chỉ cần một cái này thôi, mình làm tất cả trên dòng xe FI ha, một cái này thôi, không cần nhiều. Nói về điện nha, nói về điện nha, chứ còn nói về bơm xăng đồ này nọ đây thì phải có một cái đồng hồ đo bơm xăng nữa. Còn đo đồng hồ đo áp bùng đốt mình không dùng tới nha, từ hồi giờ mình không biết đo áp bùng đốt là cái gì, mình chỉ dùng cái ngón tay này thôi, bịt vào là mình cảm nhận của mình thôi, mình biết thôi. Còn riêng đồng hồ đo áp bùng đốt không chuẩn, mình có chứ không phải là không có, nhưng không chuẩn là mình không dùng tới nữa. Mình chỉ dùng một cái đồng hồ đo áp bơm xăng. Đây anh em, tiệm nghèo, dùng đồng hồ điểu thôi, đồng hồ dỏm thôi ha, không có gì cả, 200.000 một cái, 200.000 một cái, đồng hồ dỏm thôi, chả có gì, đồng hồ đó đo áp bơm xăng ha, một cái đồng hồ đó bơm xăng, với một cái đồng hồ vạn năng, làm xe FI, mình làm thoải mái, anh em ha, mình không cần máy chẩn đoán đâu, máy chẩn đoán có thì càng tốt, nói chung có thì nó nhanh hơn cho mình một tí xíu, giải quyết công việc nhanh hơn một tí xíu, còn dùng cái này mình vẫn làm được. Anh em hôm nay chia sẻ ít quá, nhiều thì mình sẽ chia sẻ tiếp tục trên chiếc xe này, đơn giản. Anh em hôm nay xem có thấy được không ạ? Có thấy rõ và dễ hiểu không? Nếu anh em nào mà cảm thấy chưa hiểu thì nói chưa hiểu, và thấy nếu mà rõ ok thì nói ok dùng cho mình ạ. Để ngày mai tiếp tục, ngày mai sẽ dùng điện thoại chia sẻ nữa, chứ anh em ít chia sẻ quá, xem video miễn phí rồi mà anh em không chịu chia sẻ, ít người xem. Những anh em nào là chưa biết, đúng không ạ? Anh em phải chia sẻ rộng ra để cho những anh em nào chưa biết á, đang còn biết tới. Hôm nay cảm thấy ít người xem, thất vọng. Vậy thôi. Mất động lực. Anh nó mất động lực như thế nào đấy biết không? Mới sống lại Facebook. Facebook bây giờ mình đã sống lại rồi. Thì anh em làm sao để cho mình có một cái niềm tin, có động lực để mình vươn lên tiếp tục chia sẻ cho anh em. Facebook sống lại rồi mà anh em không chịu chia sẻ, ít lượt xem, ít lượt tương tác thì mình thấy hơi bị buồn. Vậy thôi, không có gì cả, đây mình chia sẻ free miễn phí mà, mình thích chia sẻ thì chia sẻ, không thích chia sẻ thì thôi, đâu ai ép buộc đâu, đúng không ạ? Nhưng nhiều người xem thì mình có động lực. Bữa nay làm chẳng hạn
100, 200 người xem thì ngày mai có động lực, bắt đầu là mình cảm thấy mình vui là mình làm tiếp tục đó, tiếp tục ngày mốt đó tăng lượt xem đây mình lại tiếp tục mình làm, cũng cũng giống như là một người làm YouTube anh em, làm miết là miết không có ai xem hết thì chán, bỏ bỏ của thôi. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip ha, hẹn anh em clip sau nhưng không biết ngày nào vậy thôi. Hơi buồn rồi, buồn rồi, hẹn anh em clip sau nha. Rồi cảm ơn anh em, cảm ơn, rất cảm ơn anh em xem like từ đầu giờ tới cuối giờ nha, cảm ơn, rất cảm ơn. Hôm nay là mình chia sẻ những cái ban gọi là đơn giản nhất, không có gì mà khó cả anh em ạ, gọi là ban ban đơn giản. Nếu mà anh em nào mà có dịp vào trực tiếp đến mình, đúng không ạ, vào trực tiếp đến tới chỗ tiệm mình đó, cơ sở mình, mình sẽ chia sẻ cho anh em thật tình luôn đó, ban gì khó khó nhất trong chiếc xe đó mình sẽ chia sẻ cho anh em tất cả. Ban khó là đối với mình gặp rồi nha, chứ còn chưa gặp thì cũng khó thật á, chưa gặp thì rất hơi bị khó, phải mò anh em ạ. Mình cũng phải nói thật chứ không nói giỡn, là mò nhưng nó phải ra chứ không phải là không ra. Rồi xin chào tất cả anh em nha, hẹn anh em clip sau kia. Rồi giờ mình cũng nghỉ ngủ, bây giờ phải đi về nhà nữa. Ở đây là ở tiệm mình, tiệm mình thì không có bao nhiêu xe cả, nói chung là cũng đủ xe để chia sẻ cho anh em thôi, còn xe thì xe nhà thì đầy, xe nhà xe nào cũng có. Thì mình xe thì nó cũng còn là mấy chiếc thôi, không có nhiều đâu anh em ơi. Nhưng mà đủ đủ chia sẻ cho anh em, tất cả anh em thích xe gì có xe đó, gọi là đã chia sẻ thôi thì anh em thích xe gì mình sẽ có xe đó cho anh em. Tại vì ngày nào cũng làm xe mà, thì ngày nào cũng có xe, xe thì bây giờ mình làm bữa nay xong rồi thì mình nói chưa xong đâu, khách ngày mai lấy đi thì mình sẽ chia sẻ cho anh em thôi. Đúng không ạ, rất đơn giản, nhưng còn nó, mình nói thì nó vui vẻ thôi nha, còn xe mình giờ nào cũng có đó, không phải không có đâu nha, xe mình thì xe nhà đầy, anh em bạn anh em của mình á là đông lắm, xe giờ nào cũng có đó. Anh em bà con chứ không phải anh em bạn bè anh em nhá, anh em bà con xe giờ nào cũng có, mà hiện giờ xe nhà mình thì giờ xe của mình hiện giờ mình đang sở hữu là bốn chiếc xe FI, từ hệ thống cũ tới hệ thống mới, nhẹ nhẹ vậy thôi. Mình thì nghèo không có nhiều, bốn chiếc này sắm ra dùng một hai chiếc để cho người ta mượn, người ta vào chữ xe không có xe đi này cho người ta mượn. Rồi xin chào tất cả anh em nha, giờ xin chào tạm biệt nha, rồi hẹn anh em clip sau, anh em thấy hay thì chia sẻ giúp mình không thấy hay thì thôi, đúng không ạ, mình cảm thấy mình nhàm thì anh em khóa Facebook của mình đi, chặn Facebook của mình là khỏi xem được video của mình để xong, ok nhá. Rồi xin chào tất cả anh em, cảm ơn anh em đang xem like.